Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một hạt giống. Đó là hạt giống hoa mộc lan. Thì chủ yếu cái gói này là hoa mộc lan có 5 hạt. Và màu của nó là màu hồng nha các bạn nhé. Cái xuất xứ của cái loại hoa mộc lan này là từ Nhật. Cái hoa mộc lan này thì đó là một loại hoa cũng khá là khó trồng. Khi mà các bạn trồng bằng hạt ý, thì cái thời gian này mà cũng khá là lâu. Vì cái vỏ của cái hoa mộc lan này nó khá là cứng, thế cho nên là các bạn cần phải nước ấm ở đây thì các bạn pha với cái tỷ lệ là 3 phần sôi và 2 phần lạnh, thì các bạn sẽ ngâm trong khoảng tầm 8 cho đến 12 tiếng đó. Khi mà các bạn ngâm ấy thì trong quá trình ngâm các bạn có thể nhỏ thêm một vài cái giọt thuốc kích thích nảy mầm atolic vào để chúng ta làm cho cái quá trình nảy mầm hạt của chúng ta nó sẽ nhanh hơn. Thế sau khi mà các bạn đã ngâm hạt xong rồi thì chúng ta sẽ vớt ra và chúng ta sẽ gieo trực tiếp xuống dưới phần đất. Đó. Thế thì các bạn chỉ các bạn sẽ nấp sâu xuống được khoảng tầm 1 cm. Đó, bởi các bạn sẽ nấp đất lại. Thế thì cái đất để trồng cái hoa mộc lan này thì đất ở đây cần tơi xốp này, thoát nước tốt và giàu chất dinh dưỡng. Đấy. Bởi vì hoa mộc lan là một cái loại thân cây gỗ, thế cho nên là các bạn lưu ý là chúng ta cần tưới nước cho hoa mộc lan đầy đủ. Cái thời vụ để trồng hoa mộc lan là các bạn có thể trồng được quanh năm. Thế nhưng mà các bạn nên tránh vào cái mùa nó mùa đông lạnh giá nhá. Thì là các bạn nên tránh về cái mùa đó ra, còn lại những cái mùa khác chúng ta đều có thể trồng được. Cái chiều cao của hoa mộc lan tối thiểu là 50 cm trở lên. Nếu các bạn chăm sóc tốt thì nó có thể cao lên đến tầm một vài mét là chuyện bình thường đó. Và các bạn biết là cái hoa mộc lan này của chúng ta thì nó phát huy được là ở cái môi trường là đất ẩm, thế cho nên là một ngày chúng ta cần phải tưới 2 lần nước cho cái cây hoa của chúng ta. Các bạn có thể trồng vào, thường thường thì hoa mộc lan thì các bạn hay trồng ra ngoài vườn đó, thì là cái cành của nó mọc ra khá là rộng, cho nên là các bạn nên trồng ra một khoảng rộng. Đó. Cái thời gian để hoa mộc lan của chúng ta nó ra hoa thì khoảng tầm 1 năm trở đi, 1 cho đến 2 năm nha các bạn nhé. Thì các bạn thấy là cái hoa mộc lan của chúng ta mà đã trồng được thì nó ra hoa rất là đẹp và rất là bền. Đó.